Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là chương trình thời sự 15 giờ, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa phối hợp cùng công ty Siemens Healthcare tổ chức hội thảo khoa học về cập nhật các giải pháp cải thiện chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung thư năm 2024 cho các bộ y tế trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các chuyên gia đã truyền tải nhiều kiến thức quan trọng trong chẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ung thư như vai trò của cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ trong khảo sát ung biếu, kỹ thuật và ứng dụng siêu âm đàn hồi mô, điều trị ung thư hiện đại, giải pháp tổng thể trong xạ trị ung thư, thực hành trên hệ thống máy siêu âm. Qua đó, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối cộng đồng khoa học, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực miễn dịch trị liệu ung thư, thông qua công tác nghiên cứu, phương pháp điều trị và công nghệ mới. Huyện Bát Sát đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp đạt trên 70%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 150.000 lao động. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay trong năm nay, huyện tiếp tục phối hợp với các sở ngành đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, quy hoạch khu công nghiệp Cốc Bì Trịnh Tường, phối hợp với các sở ngành kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định chủ trương dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bản Qua, hoàn thiện các thủ tục cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường đối với các mỏ đá cát ở một số xã, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công nghiệp đang triển khai, đồng thời thu hút các doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Trong tháng 7, thị xã Sapa đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 153 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó 26 nhà theo dự án 1, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, 127 nhà từ nguồn xã hội hóa đều hỗ trợ các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhân dân các thôn bản cũng tham gia hỗ trợ các hộ gia đình về ngày công lao động, vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt mặt bằng, ủng hộ các vật dụng, đồ dùng. Thị xã Sapa phấn đấu đến tháng 9 năm 2025 sẽ hoàn thành hỗ trợ 800 hộ dân còn khó khăn về nhà ở, giúp các hộ an cư lạc nghiệp, hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh, nhiều lao động gặp khó khăn khi tiếp cận cơ hội đi xuất khẩu lao động. Nguyên nhân là chưa nắm rõ chính sách hỗ trợ, thiếu thông tin về thị trường, tâm lý sợ đi làm việc ở nước ngoài. Vậy nên những doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính là cầu nối giúp người dân tiếp cận và có lựa chọn phù hợp. Thông qua những phiên giới thiệu việc làm, đại diện doanh nghiệp này đã đến nhiều xã vùng sâu vùng xa để tuyên truyền, tư vấn chính sách ưu đãi và lợi ích khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã thu hút được 40 lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký đi xuất khẩu lao động. Khi người lao động mà đã sang nước ngoài thì chúng tôi vẫn theo sát. Đấy thì trong quá trình làm việc ở nước ngoài nếu có phát sinh gì thì chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ xử lý. Sau khi nghe tuyên truyền thì mình cũng hiểu về xuất khẩu lao động và có mức lương tốt hơn. Thời gian tới nếu mà mình không có công việc ổn định thì mình sẽ đi xuất khẩu lao động. Không chỉ thông qua những phiên giới thiệu việc làm, để người lao động tin tưởng và mạnh dạn đăng ký đi xuất khẩu lao động, một số doanh nghiệp còn đến nhiều bản làng vùng cao để tư vấn, hỗ trợ cụ thể. Mình cùng với đội ngũ nhân viên văn phòng tới từng hộ dân, từng nhà của người lao động để lắng nghe, quan tâm và chia sẻ, lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng và chia sẻ chương trình cho người dân một cách chuyên sâu hơn để đạt được những cái điều kiện tiêu chuẩn. Lào Cai hiện có 34 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để người lao động nắm được thông tin và các chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là tránh được những thông tin không chính thống, ngành chức năng đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp này. Đối với những đơn vị này đều được cấp phép của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và có uy tín trách nhiệm
thì mới được phép lên địa bàn tỉnh Lào Cai cùng phối hợp với chính quyền địa phương để tuyển chọn cho người lao động. Và đây cũng là những cái doanh nghiệp mà có lâu năm, có cái kinh nghiệm đưa người lao động đi nước ngoài, như vậy thì sẽ hỗ trợ cho người lao động được nhiều hơn. Sự vào cuộc kiểm soát chặt chẽ của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương sẽ đảm bảo thị trường cung cấp dịch vụ lao động phát triển lành mạnh, giúp người lao động có được sự lựa chọn và quyết định đúng đắn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng đã xuất hiện trên đàn trâu bò của các hộ dân tại một số địa phương trong tỉnh. Mặc dù không nằm trong vùng phát sinh dịch bệnh, song tại huyện vùng cao Bắc Hà, công tác giám sát giúp người dân chủ động phòng chống dịch bệnh được ngành chuyên môn chú trọng. Chăn nuôi gia súc đã nhiều năm, hiện gia đình chị Xén có 4 con trâu và 3 con ngựa. Ngay từ đầu năm nay, khi trạm thú y huyện triển khai công tác tiêm vaccine phòng bệnh đợt 1 cho đàn vật nuôi, những con gia súc này đã được tiêm phòng. Nhờ vậy, chị Xén không quá lo lắng về dịch bệnh. Năm nào các anh chị thú y và trưởng thôn cũng bảo phải cho trâu bò đi tiêm phòng, có khi tập trung về một chỗ tiêm, có khi đến tận nhà. Tiêm xong trâu bò vẫn khỏe mà không bị bệnh gì cả. Cũng là một trong những hộ chăn nuôi đại gia súc của xã Lùng Phình, nhà bà Xén nuôi 3 con trâu, có chuồng trại nuôi nhốt và chăn thả mỗi ngày. Đàn trâu cũng đã được tiêm vaccine đúng định kỳ để phòng bệnh. Tiêm phòng cho nó từ hơn 3 tháng trước rồi. Thú y xã đến tận nhà tiêm. Từ hồi làm chuồng trại nuôi nhốt, xong tiêm phòng, chuẩn bị đủ thức ăn dự trữ mùa đông cho gia súc, thì không lo nó chết đói, chết rét với chết bệnh nữa. Những năm gần đây, do đầu ra khó khăn nên tổng đàn đại gia súc của huyện Bắc Hà sụt giảm khá mạnh. Tuy nhiên, tại những xã vùng cao, con trâu bò vẫn là đầu cơ nghiệp của nhiều hộ gia đình. Để giúp bà con bảo vệ đàn đại gia súc, ngành chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống bệnh trên đàn vật nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh thông qua tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, phun tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Để chúng tôi là thường xuyên là năm nào cũng có 2 kỳ tiêm phòng cho bà con. Nhiều năm rồi thì chúng tôi là trên địa bàn huyện chúng tôi là không có dịch bệnh lớn xảy ra, nhất là hai cái bệnh tụ huyết trùng và bệnh lở mồm long móng. Hàng năm, đàn đại gia súc của Bắc Hà luôn đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 85%. Sau các đợt tiêm phòng, việc lấy mẫu giám sát để đánh giá hiệu quả vaccine như thế này cũng được phối hợp với đơn vị chuyên ngành của tỉnh. Đây là những giải pháp hữu hiệu để huyện Bắc Hà bảo vệ tổng đàn đại gia súc gần 20.500 con trước nguy cơ đe dọa của một số loại dịch bệnh. Tình trạng xe ô tô dừng đỗ đón trả khách, người dân đi bộ băng qua đường trên cao tốc Nội Bài Lào Cai tiếp tục diễn ra, gây bức xúc, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là clip từ camera hành trình ghi được vào sáng nay, 18 tháng 8, tại vị trí km 202, cao tốc Nội Bài, Lào Cai. May mắn là không có tai nạn xảy ra. Tuy nhiên có thể thấy, việc các phương tiện dừng, đỗ để đón trả khách hoặc giao nhận hàng hóa như thế này là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông bởi tốc độ di chuyển tối đa cho phép đoạn Yên Bái, Lào Cai là 80 km/h. Đáng nói, tình trạng này lại diễn ra thường xuyên trên tuyến cao tốc này. Dừng, đỗ, đón trả khách trên cao tốc là hành vi bị cấm, mức xử phạt không nhẹ, nhưng vẫn còn nhiều lái xe coi thường tính mạng, sự an toàn mà cố tình vi phạm. Liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 537 phương tiện bị xử phạt nguội trong tháng 7 năm 2024. Đáng chú ý trong số này có gần 200 xe mang biển số từ các tỉnh ngoài. Danh sách phương tiện vi phạm được lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, với hình ảnh vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát giao thông được lắp đặt trên các địa bàn thành phố. Đây là một trong những biện pháp mà lực lượng chức năng Hà Nội áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông để đảm bảo các quy định về trật tự an toàn giao thông được thực thi một cách nghiêm ngặt hơn. Năm 2023, Việt Nam đã bán 10,3 triệu tấn CO2 với $5 mỗi tấn, thu về gần 1.200 tỷ đồng. Hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tín chỉ carbon cho lúa. Tín chỉ carbon lúa sẽ thu được từ canh tác lúa chất lượng cao kết hợp giảm phát thải. Chuyên gia đánh giá, với dự án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới $100 triệu mỗi năm. Để bán được tín chỉ carbon lúa, người trồng lúa không được đốt rơm rạ, tăng lượng phân bón sinh học,
giảm lượng phát thải khí metan và tạo ra carbon thấp từ trồng lúa. Nếu tín chỉ carbon được mua với giá cao thì nông dân sẽ có thêm thu nhập khi họ tuân thủ quy trình giảm phát thải. Theo thống kê từ Cục Kiểm Lâm, từ đầu tháng 7 đến nay, khu vực Trung Bộ đã xảy ra 56 vụ cháy rừng, chiếm gần một nửa số vụ cháy của cả nước từ đầu năm. Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ cháy vào ngày mùng 6, mùng 9 và 12 tháng 8, khiến một người tham gia chữa cháy tử vong. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Quảng Trị gần đây cũng ghi nhận các vụ cháy rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của người dân. Hiện nguy cơ cháy rừng tại khu vực Trung Bộ đang ở giai đoạn cao điểm với 73 điểm có nguy cơ cháy cao. Dự kiến nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tháng 8 này. Trong khi đó, đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Thưa quý vị, sáng 18 tháng 8, Giải thể thao khối thi đua tham mưu tổng hợp tỉnh Lào Cai năm 2024 bước vào các trận chung kết ở Carbon. Kết thúc các trận đấu, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các vận động viên xuất sắc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Giải năm nay thu hút 140 vận động viên thuộc 7 cơ quan đơn vị trong khối thi đua tham mưu tổng hợp tỉnh tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao gồm bóng chuyền hơi, bóng bàn và pickleball. Trong 2 ngày diễn ra giải, các vận động viên với tình yêu thể thao, tinh thần thi đấu cống hiến hết mình đã mang đến cho khán giả tại nhà thi đấu đa năng tỉnh những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn và đầy cảm xúc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 bộ giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu và trao giải chuyên đề cho vận động viên cao tuổi nhất tại giải. Tin thời sự quốc tế, nằm cách thủ phủ tỉnh Sơn Tây hơn 90 km, thành cổ Bình Giao là thành cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất tại Trung Quốc. Nơi đây được ví như một bức tranh hoàn chỉnh, lưu giữ những nét đặc sắc trong lịch sử phát triển của Trung Quốc. Được bắt đầu xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, với tổng diện tích khoảng 2,25 km2, đến nay thành cổ Bình Giao vẫn còn lưu giữ được hầu hết các công trình kiến trúc từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Ngoài ra, thành cổ Bình Giao còn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế quốc gia, là nơi ra đời của những ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc. Đến với Bình Giao, du khách có cơ hội tìm hiểu các đặc sản địa phương cùng với các ngành nghề thủ công truyền thống, đồng thời trải nghiệm văn hóa Trung Hoa cổ đại. Đất nước Nga rộng lớn, không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc vĩ đại, mà còn giàu có về văn hóa, lịch sử. Trải qua nhiều thế kỷ, người Mari núi ở Liên bang Nga đến nay vẫn duy trì được lối sống truyền thống và những nghi thức tôn giáo huyền bí. Nằm bên kia bờ sông Volga, thành phố nhỏ Kosmodemianska là địa điểm tuyệt vời khi muốn tìm hiểu về văn hóa bản địa đặc sắc của những cư dân tốt bụng và kiêu hãnh của núi, dân tộc có nền văn hóa dân gian phong phú và nổi tiếng ở nước Nga. Tương truyền rằng, người Mari đến cư ngụ ở vùng đất này từ 30.000 năm về trước. May mắn là vùng đất quê hương họ không phải trải qua khói lửa chiến tranh, nên nền văn hóa đặc sắc của người Mari núi được giữ gìn khá nguyên bản. Năm nay, tại vườn Bách Thảo New York, Mỹ, triển lãm thường niên lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Alice ở xứ sở thần tiên đã quay trở lại, giúp người tham quan trải nghiệm câu chuyện huyền bí theo cách mới mẻ và hấp dẫn. Triển lãm năm nay là nơi du khách tận hưởng cảm giác được thu nhỏ lại và lớn lên cùng với cô bé Alice. Triển lãm tái hiện các nhân vật và cảnh tượng quen thuộc được miêu tả trong cuốn truyện như chú thỏ trắng hay khu vườn nở đầy hoa như thời Victoria. Giám đốc triển lãm cho biết họ được truyền cảm hứng từ cuốn sách này như một lời nhắc nhở mọi người tò mò và tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Triển lãm theo chủ đề Alice đã được thực hiện trong 10 năm. Năm nay, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 10. Trăng tròn nhất và sáng nhất năm 2024 sẽ xuất hiện vào đêm 19 tháng 8 với tên gọi siêu trăng xanh. Những người yêu thích thiên văn có thể ngắm siêu trăng xanh lần này mà không cần các thiết bị hỗ trợ như ống nhòm hay kính thiên văn. Siêu trăng xanh lần này sẽ tròn nhất vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 19 tháng 8 theo múi giờ EDT, tức 0 giờ 25 phút ngày 20 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trăng được quan sát rõ nhất khi mọc lên phía trên đường chân trời phía đông vào ngày 19 tháng 8, nhưng cũng rất sáng và tròn trong ngày 18 và ngày 20 tháng 8. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, trăng xanh xảy ra 2 đến 3 năm một lần.
trong xanh theo mùa, gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2020 và tháng 8 năm 2021. Trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xuất hiện vào tháng 5 năm 2027. Trăng tròn tháng này cũng là siêu trăng, và đây cũng là siêu trăng đầu tiên trong năm 2024. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.